công đoàn phụng vụ thân mến, trong những ngày này, chúng ta thấy trên các trang mạng xã hội, nhất là ở trên YouTube, hình ảnh của thầy Thích Minh Tuệ tràn ngập. Các Phật tử không phải chỉ là những người gặp, mà ngay cả những người ở rất xa cũng đảnh lễ kính trọng. Thầy không có nhà lầu, không đi bằng xe hơi đắt tiền, cũng không trang bị bằng những bộ đồ lộng lẫy hàng hiệu, gia tài mỗi cái nói lời không điện. Những miếng vải rách người ta vứt nhặt và khâu thành chiếc áo, đôi chân trần và đầu trần đi khắp Bắc Nam. Điều gì thầy Thích Minh Tuệ quấn hút người ta như thế? Điều gì làm cho đám đông vây quanh thầy như vậy? Điều gì làm cho bao nhiêu con người phải khóc và sấp mặt đảnh lễ? Có nhiều lý do thưa cộng đoàn, nhưng con muốn chia sẻ với cộng đoàn một lý do thôi, đó là sự khao khát tâm linh. Người ta muốn tìm kiếm một nẻo đường giải thoát, người ta muốn tìm kiếm sự an lạc trong cuộc đời, người ta muốn tìm hạnh phúc. Có lẽ nếu phỏng vấn thì cuộc đời này không biết bao nhiêu người sẽ quan niệm rằng hạnh phúc là giàu sang, hạnh phúc là quyền lực, hạnh phúc là tuổi trẻ, hạnh phúc là sức khỏe, hạnh phúc là sắc đẹp và những thứ khác người ta sở hữu. Thế nhưng mà tất cả những thứ ấy ta không thấy nơi thầy Minh Tuệ. Điều người ta cảm được là một sự buông bỏ đến lạ lùng, buông bỏ tất cả, kể cả mạng sống của mình. Sự buông bỏ ấy diễn tả một nỗi khao khát tâm linh, khao khát giải thoát. Và nếu ta nói với nhau bằng ngôn ngữ nhà đạo của mình, đó là sự khao khát nước trời, khao khát Thiên Chúa. Không gì có thể lấp đầy được sự khao khát ấy. Và hình ảnh thầy Minh Tuệ đang là làm cho bao nhiêu con tim rung động. Chúng ta không đi đầu trần chân đất được, và cái đó cũng không phải là nẻo đường chúng ta có thể bước. Nhưng chúng ta có một vị thầy đã đạt đến hạnh phúc tuyệt đối, bởi vì thầy từ Cha mà đến, thầy từ Chúa mà đến, thầy từ trời mà đến. Vị thầy ấy là Đức Giêsu Kitô, chỉ cho chúng ta con đường. Và chúng ta biết con đường ấy chúng ta không đi được một mình, chúng ta không đi được bằng sức riêng, chúng ta không đạt được nước trời chỉ bằng sự cố gắng, mà thầy đi trước dẫn chúng ta đi. Thầy đi trước, thầy kéo chúng ta về, và thầy đồng hành với chúng ta để có thể nói vác chúng ta như mục tử vác chiên trên vai. Được biết Đức Kitô đó là một ân huệ vô cùng vĩ đại. Người Công giáo chúng ta nếu nói về sự hy sinh so với thầy Minh Tuệ xấu hổ,
một năm ăn chay có 2 ngày, thứ tư lễ tro và thứ sáu tuần thánh. Vậy mà khối người quên. Đi ở đường, ai đó quẹt vào mình, ta sẵn sàng sững cổ ngay tức khắc. Trong nhà thờ ta quen một chỗ ngồi, ai đó ngồi mất chỗ của ta, khó chịu liền. Cái tôi của chúng ta vĩ đại, đâu đã buông bỏ được. Thế nhưng mà chúng ta biết được Chúa Giêsu, Chúa vẫn cứ kiên nhẫn đợi chờ chúng ta. Con đường của Đức Giêsu nếu xét cho cùng cũng là sự buông bỏ. Ai muốn theo tôi hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Chúa không bảo là bỏ áo, bỏ quần, bỏ tiền, bỏ bạc, những cái đó phụ. Chúa bảo bỏ là bỏ cái tôi của mình, bỏ chính bản thân của mình để theo Chúa. Ai muốn theo tôi hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Chúa Kitô đã bỏ trời cao, đã từ bỏ địa vị là con Thiên Chúa, vào trần gian mặc lấy xác phàm, dung nhan của Ngài bị khuất lấp, vương vị của Ngài bị che đi. Người ta chỉ còn bắt gặp một ông Giêsu giữa cuộc đời. Đó là Thầy của chúng ta. Đấng đó đã mời gọi và chúng ta trở thành Kitô hữu, nghĩa là đi vào bước chân của Thầy. Từ bỏ mới chỉ là một điều kiện mà thôi, quan trọng là theo Thầy. Ai muốn theo tôi, từ bỏ để theo. Và theo Thầy, đó là lý tưởng của người Kitô hữu. Tạ ơn Chúa vì chúng ta đã theo Chúa, có người 70-80 năm, có người vài 30 năm. Và hôm nay 14 anh chị của chúng ta đây bắt đầu theo Chúa. Có thể lý do theo Chúa của 14 anh chị đây khác nhau. Có người quen một cô gái bên đảo, có chị quen một anh chàng bên đảo, hoặc một lý do nào khác. Mà dẫu là lý do gì thì đó cũng chỉ là cái cớ. Cái cớ giống như kiểu một chàng trai tán cô gái vậy đó. Hôm qua tát nước đầu đỉnh để quên chiếc áo trên cành hoa sen. Có được thì cho anh xin, hay là em để làm tin trong nhà. Chàng trai muốn gặp gỡ cô gái thì lại ngang qua chuyện tát nước. Có thể một cái cớ nào đó của duyên vợ chồng, để rồi Thiên Chúa đến gặp các anh chị. Thiên Chúa mời gọi các anh chị trở thành môn đệ, và các anh chị đã đáp lời. Trước đây, khi quyết định trở thành một Kitô hữu, các anh chị em dự tòng phải có một thời gian rất dài để học giáo lý. Và hơn thế nữa, phải từ bỏ rất nhiều thứ. Có những thứ nghề phải bỏ hẳn để được đổ nước rửa tội. Và khi trở thành Kitô hữu thì sống nếp sống của những người Kitô hữu. Các anh chị chắc chắn đã suy nghĩ chín chắn cho chọn lựa của mình. Và tôi tin rằng các anh chị đón nhận các bí tích khai tâm hôm nay không phải chỉ để lấy vợ lấy chồng, mà các anh chị đang thực tâm tìm kiếm hạnh phúc. Hạnh phúc ấy là được làm môn đệ của Chúa Kitô,
hạnh phúc ấy được trở thành con cái của Chúa, hạnh phúc ấy là trở nên con cái của Hội Thánh. Tất cả những người đang hiện diện ở đây, và nói cách rộng hơn, tất cả mọi Kitô hữu trên khắp hoàn cầu này là anh chị em của chúng ta trong một gia đình đức tin. Cả đời để tạ ơn vì hồng ân là Kitô hữu cũng không đủ. Xin cho các anh chị hôm nay trở nên Kitô hữu, thì suốt đời là Kitô hữu, suốt đời là chứng nhân, và suốt đời bước theo Thầy Chí Thánh, để có được niềm vui không phải chỉ ở trần gian này, mà niềm vui bất diệt trong vương quốc Thiên Chúa hứa cho những ai tin vào Ngài. Hôm nay niềm vui ấy cũng nhân rộng ra bằng lòng biết ơn. Giáo xứ bày tỏ lòng tri ân với các cha đã phục vụ nơi giáo xứ này, có người trên 10 năm, mà hầu hết đều là trên 10 năm cả. Cha Giuse Cường, cha Gioan Bautista Hiển, cha Francisco Xavier Nhật gắn bó với giáo xứ này trên 10 năm cả rồi, tận tụy với những công việc của tu viện và giáo xứ. Hôm nay cùng với các ngài, chúng ta tạ ơn Chúa và xin Chúa ban cho các cha luôn giữ được ngọn lửa nhiệt thành và dấn thân trong một môi trường mới, hầu làm cho nhiều người nhận biết danh của Chúa, nhiều người hăm hở trở nên môn đệ của Chúa Kitô. Giờ đây xin các anh chị em dự tòng cùng với những người đỡ đầu tiến lên để chúng ta chuẩn bị cử hành các bí tích khai tâm.